Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh xe điện Minh Nhật. Đó, chuyên mục ngày hôm nay video Minh Nhật xin giới thiệu tới tất cả các bạn về một dòng xe đạp mang hiệu Jupiter của Đức. Và Minh Nhật vừa về được một mã siêu chất và siêu độc luôn mọi người nhé. Và sản phẩm này đang bán độc quyền tại Minh Nhật, địa chỉ số 42 đường Lê Thái Tổ, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình. Các bạn có nhu cầu quan tâm mua xe đạp thể thao mang hiệu Jupiter thì có thể liên hệ trực tiếp với Minh Nhật theo số điện thoại 0916 99 522 hoặc trang web xe điện minhnhật.com. Và đây, tôi đang đứng trước mặt một mẫu Jupiter còn nguyên thùng, nguyên phụ kiện, chưa bóc, chưa khui một chút nào. Và đây các thông số của xe Jupiter model T10 Pro C. Con này size là size 46 RS, item RS 24. Đó, Jupiter người nhá, hàng độc luôn. Đó thì ngay sau đây thôi thì mình sẽ khui hộp em này ra và ráp lên và làm video review chi tiết cho các bạn mẫu Jupiter này. Sau khi đã khui hộp và ráp em Jupiter T10 Pro phiên bản 2021 ra thì trông em nó sẽ như thế này mọi người nhá. Rất là đẹp. Đó. Model mới nhất 2021 đã được xe điện Minh Nhật nhập về và bày bán tại cửa hàng. Các bạn có nhu cầu mua xe đạp thể thao mang hiệu Jupiter của Đức thì đến ngay địa chỉ số 42 đường Lê Thái Tổ, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình để trải nghiệm chiếc xe này và xem trực tiếp chiếc xe. Con này đang bán với mức giá vô cùng hấp dẫn tại Minh Nhật là 15.500.000 đồng và có kèm một khuyến mại cho tất cả anh em có thiện chí đến Minh Nhật mua xe đạp thể thao. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đi vào chi tiết khám phá xem con Jupiter T10 phiên bản Pro năm 2021 xem có những cái gì ưu việt hơn phiên bản trước đó. Đó, đầu tiên thì tôi sẽ quay một vòng cho các bạn chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp con Jupiter T10 Pro R24 phiên bản 2021. Rất là đẹp mọi người ạ. Trước hết thì mình sẽ nói về phần khung con Jupiter T10 Pro này. Đó. Thì khung con Jupiter T10 Pro này được trang bị khung carbon 18K, siêu nhẹ và siêu bền mọi người nhé. Đó. Riêng đối với hàng Jupiter phân khúc trên 10 triệu thì các bạn đã sở hữu ngay được một khung carbon rồi, cao cấp, bởi vì bên Jupiter này thì người ta làm công nghệ khép kín. Đó, cho nên người ta sản xuất được những khung carbon chất lượng và giá thành vô cùng hấp dẫn luôn. Đấy. Vì sao những bên khác, những con xe trên 20 triệu thì các bạn mới sở hữu ngay được cái khung carbon, nhưng đối với dòng Jupiter này thì họ sản xuất được, họ có công nghệ, cho nên là họ bán ra với cái giá thành hợp lý nhất cho người tiêu dùng. Mình sẽ đi chi tiết sâu vào xem cái khung năm 2021 này xem nó có cái gì thay đổi nhiều so với phiên bản trước đó 2020. Thứ nhất về phần tem mác thì Jupiter có tem này, tem được làm thiết kế đẹp hơn một chút và có độ chìm này. Đó, tem này là tem phản quang mọi người nhé. Và những cái đường nét chạm trổ này, gân này, nhũ, để đợi mình lấy nét cho các bạn xem. Đấy, đường nét nhũ này, chạm trổ này, làm thiết kế tinh xảo hơn. Đó, tem này, tem được phủ nhiều hơn này. Và ở cái phần trước của khung, gióng khung này, này số T10 Pro càng được cấu tạo là một càng carbon mọi người nhá. Đó, đấy là về phần khung.
Riêng về phần khung của Twitter thiết kế thì mình rất là ưng từ những năm về trước rồi. Nó thiết kế một cách rất là đẹp và có tính thẩm mỹ cao. Dòng Twitter T10 này ngôn ngữ thiết kế của nó, cái khung ấy là mang khung khí động học. Đó, rất là đẹp. Con này được trang bị là khung càng carbon vành nhôm hai lớp siêu nhẹ. Cô tăng ghi đông này, nhôm tay dẹp. Đó, con này cọc yên thì là cọc yên carbon rồi. Về chuyển động thì năm nay Twitter trang bị khác một chút so với phiên bản trước. Con này sử dụng bộ chuyển động full retroback với 12 lip và 2 đĩa. Đó. Con này tay lắc cũng được trang bị là tay lắc carbon nhá. Rồi, mình lấy nét cho các bạn xem này, carbon này. Cực kỳ là sang luôn. Nếu như mà chúng ta mà nhìn được những cái dòng tay lắc carbon này thì nếu trên group Shimano thì nó phải những đời cực cao, những Ultra thì nó mới được trang bị như thế này. Nhưng mà trên Twitter T10 Pro thì được trang bị ngay con tay lắc này rồi. Đó. Rất đẹp, kiểu dáng rất đẹp luôn. Về bộ chuyển động này, bộ chuyển động được trang bị bộ chuyển động retroback 12 lip và 2 đĩa. Có bạc đạn, cối bạc đạn nổ kêu to. Riêng dòng Twitter thì cái tiếng nổ của cái lip của nó mình rất là thích vì nó gáy rất là to luôn. Đây nhá, đây mình thử cho các bạn xem này. Thử cho các bạn xem luôn này. Ồ, các bạn nghe chưa? Rất là thích luôn. Và độ trớn rất là tốt. Sử dụng bi bạc đạn. Và một cái hay nữa trên cái bộ chuyển động này là cái phần gạt lip. Đây này. Đó, gạt lip này được thiết kế bởi chất liệu carbon nhá, carbon luôn. Và đây là bi sứ này. Độ trớn rất là cao luôn. Hàng retroback này khá là tốt. Đó. Sên này, sên IBN. Đó, rất đẹp luôn, đồng bộ luôn. Con này bánh của nó là bánh 700x25C. Đó, trang bị của bánh rất là đẹp. Đó. Hiện tại thì bên Minh Nhật đang con mẫu Twitter T10 Pro quay này là màu vàng phản quang và size của em nó là size 46 mọi người nhá. Con này hiện tại mình đang quay này size 46 thích hợp cho người có chiều cao từ 1m6 đến 1m7 trở lên, đạp con này là hợp cực kỳ hợp lý luôn. Đó, ghi đông vô tăng này rất đẹp. Đó, ở Ninh Bình thì quý khách hàng có nhu cầu mua xe Twitter thì hãy đến ngay Minh Nhật, địa chỉ số 42 đường Lê Thế Tổ, Ninh Khánh, Ninh Bình. Ở đây mình sẽ bán rất nhiều các mẫu Twitter, một cái thương hiệu đang rất hot ở thị trường Việt Nam cũng như ở tại Ninh Bình. Giá cực kỳ hấp dẫn luôn. Giá hiện tại con này là 15.500.000 cộng với khuyến mại. Khi mà đến tại mua tại cửa hàng thì khách hàng sẽ được ưu ái về chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn. Đó, các bạn nhanh tay liên hệ số điện thoại 0916 99522 hoặc truy cập trong web xe điện minh nhật.com. Ngoài ra để biết thêm giá bán của các sản phẩm khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.